Vâng, xin chào mọi người. Nếu mọi người đang muốn mua một trong hai mẫu loa Atnos CS450 và KNS450 thì ngày chắc chắn sau video này mọi người sẽ biết mua mẫu nào phù hợp với nhu cầu như là túi tiền của ta. Đấy, đầu tiên là về phần giống nhau giữa hai mẫu loa này. Những cái phụ kiện giống nhau. Hai micro giống nhau. Bốn bộ pin giống nhau. Một cái dây sạc giống nhau. Một cuốn sổ hướng dẫn và một phiếu bảo hành hoàn toàn giống nhau. Rồi, kích thước giống nhau và cân nặng giống nhau là 12 kg, công suất giống nhau 150W, đó là công suất vật lý. Rồi chất âm của nó là giống nhau, hoàn toàn giống nhau mọi người nhé. Thì có rất là nhiều câu hỏi để nhắn tin tới Zalo của mình để hỏi là hai dòng loa này chất âm có khác nhau không, thì mình xin trả lời chắc chắn ở đây cho mọi người luôn. Nếu hai dòng loa này có điểm gì khác nhau về chất âm cũng như là công suất, mình sẵn sàng tặng cho mọi người lo cái nét của nó người này. Đấy, rồi những tính năng giống nhau của hai loa này mọi người nhé. Đấy, đầu tiên là các nút chỉnh ở đây hoàn toàn chức năng giống y nhau. Guitar volume 1, 2 là của micro riêng biệt. Mid bass là tiếng trầm của bass, tiếng trầm bass của micro. Cái này là mid treble là tiếng cao của micro. Echo là tiếng vang của micro. Bass là tiếng trầm của nhạc, treble là tiếng cao của nhạc, volume là âm lượng của nhạc, volume master là âm lượng tổng, tăng một phát là nó sẽ tăng luôn cả âm lượng guitar, tăng cả âm lượng micro và tăng cả âm lượng nhạc. Rồi, những điều giống nhau nữa mọi người nè, ở phía sau đây, nút nguồn, chức năng chúng ta có thể sử dụng MP3 nè, USB MP3 được hết, các chế độ pin cũng như là các chế độ mọi người nè, guitar giống nhau. Rồi optical, cổng optical in này là cổng nhận âm thanh từ thiết bị TV xuống. Optical là cổng chuẩn âm thanh hiện nay mọi người nhé. Thường là âm thanh thì nó sẽ có AV là stereo, 3.5 là mono, còn optical là chuẩn âm thanh nhất hiện nay. Rồi chúng ta có thể vừa sử dụng chức năng Bluetooth để kết nối vào đây. Rồi một điều giống nhau giữa hai loa này nữa mọi người là Bluetooth của nó là Bluetooth 5.0. Bluetooth 5.0 là chuẩn nhất hiện nay về Bluetooth. Rồi pin của dòng hai dòng loa này đều là pin 84 Wh, pin Li-ion. Thì cái pin Li-ion này thì nó sẽ được đáp ứng yêu cầu khi chúng ta gửi đi hàng không, nghĩa là chúng ta xách lên máy bay đi từ Sài Gòn ra Hà Nội đều được, xách đi nước khác được rồi nhé. Đó, rồi nãy giờ là chúng ta nói đến những điểm giống nhau rồi, và một cái điểm giống nhau nữa đó là hai dòng loa này đều sử dụng chung được tất cả mọi chức năng của app Atnos Karaoke. Đây, cái này là đây mọi người nè, Cloud Karaoke. Hai dòng loa này đều sử dụng được cái app này. Đó, nếu mà người muốn tìm hiểu thì mọi người có thể xem những video trước của mình á, thì mình đã làm video này rất kỹ rồi, và nói ở đây thì nó hơi dài dòng thì nó mất thời gian của mọi người. Rồi, xong phần giống nhau nhé, đến phần khác nhau. Dòng loa Atnos KNS450 giá hiện tại của nó là 9.3 triệu. Dòng loa CS450 giá hiện tại của nó là 7.3 triệu. Thì cách nhau của nó là 2 triệu. Và 2 triệu nó có những điểm gì, 2 triệu nó tương ứng với những tính năng gì, thì mình sẽ trình bày ở phần sau này của video nha. Đầu tiên là về phụ kiện, nó sẽ có thêm một cái dây HDMI để chúng ta xuất lên TV. Cái thứ hai là chúng ta có thêm một cái remote này. Remote này nó sẽ thay thế chức năng của một con chuột, nghĩa là nó có thể ly ở trên cái màn hình TV. Cái thứ hai, nó có thể thay một cái bàn phím của máy tính để chúng ta có thể chọn bài hát ở đây. Cái thứ ba là nó có thể chọn được bằng giọng nói. Chọn bằng giọng nói này như thế nào? Thì chúng ta có thể chọn được bằng bài hát, tên bài hát, tên ca sĩ, tên nhạc sĩ hoặc một câu hát trong bài hát đó. Đó. Điều khác biệt tiếp theo đó là dòng loa Atnos KNS 450 nó có thêm một cái đầu karaoke 4K. Nó bao gồm cái cụm 4 nút này đây mọi người nè. Đầu karaoke 4K này nó, mình nói vui vui nha, nó sẽ biến từ một TV ngu trở thành một cái TV thông minh. Nghĩa là TV của chúng ta là TV thường, không có thể kết nối wifi để chúng ta hát được bài hát trên YouTube, hoặc là chúng ta không thể xem phim trên YouTube. Bình thường nếu TV đó chúng ta phải mua một cái đầu Android khoảng 1.5 triệu, 2 triệu. Thì ngày hôm nay thì nó là tích hợp sẵn trong loa này rồi, rất là tiện lợi. Đó, ở đây nó có các nút như sau đây. Cổng HDMI mọi người nè. Cổng HDMI này có chức năng là nó xuất hình ảnh từ 10.000 bài hát trong
đầu karaoke này và bài hát của YouTube lên TV. Cổng LAN này có chức năng là nó làm cho cái đường truyền khi kết nối mạng tốt hơn là chúng ta kết nối với wifi nhà chúng ta, nhưng mà nó sẽ hơi bất tiện tại vì dây nó hơi lằng mằng. Còn nếu chúng ta kết nối bằng wifi thì nó sẽ tiện, loa sách đi đâu cũng được. Cái thứ ba là hai cổng USB này để chúng ta có thể cắm remote chuột bay vào đây hoặc là con chuột vào đây để chúng ta bấm, hoặc cái bàn phím máy tính vào đây để chúng ta bấm nha. Đấy, ok. Và phần và một cái app ứng dụng mà khác biệt giữa hai loại này, mà hồi nãy là mình nói cái điều giống là Agnos Karaoke là app Cloud Karaoke, mà nè hai dòng loa này đều giống, nhưng mà dòng loa Kainet 450 có điều khác là nó có thể sử dụng được cái app màu đỏ này, Karaoke Connect. App màu đỏ này nó có chức năng như thế nào khác biệt so với app kia? Thứ nhất là nó có thể kết nối được khoảng 15 cái điện thoại vào cái đầu karaoke này. Đấy, nghĩa là mình cái điện thoại, người yêu mình cái điện thoại, ba mình cái điện thoại, mẹ mình cái điện thoại, thêm nhiều người nữa, mỗi người có điện thoại và tự chọn bài hát của riêng mình. Thì khi đó thì trên TV nó sẽ ra một clip bài hát rất là nhiều, cứ mỗi người chọn một bài, mỗi người chọn bài, nó tiện lợi như vậy. Cái thứ hai là nó hát trên đấy không bị quảng cáo, còn nếu chúng ta hát trên YouTube không sẽ bị quảng cáo. Cái điều cuối cùng cái app này nó hơn đó mọi người, là nó có thể vừa đối với điện thoại iPhone thôi mọi người nhé, chỉ với iPhone thôi, còn Android thì mình chưa có làm được. iPhone thì chúng ta vừa hát ở trên đây, chúng ta vừa hát trên điện thoại, vừa có chữ chạy đây luôn, nhưng mà chúng ta cũng vừa có thể quay video lại, vừa hát vừa livestream, vừa thu hình ảnh, thu âm thanh lại luôn, để chúng ta có thể post lên YouTube, post lên Facebook, post lên Zalo để chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc vui của gia đình chúng ta đến với mọi người. Đấy, đấy là những điều khác nhau của dòng loa Kainet 450 so với dòng loa C450 rồi nhé. Rồi, xong. Nãy giờ thì mình đã chia sẻ những điều giống nhau và những điều khác nhau cho mình đến với mọi người. Nhưng mà một phần cuối cùng mọi người nè, nếu TV thường thì chúng ta nên chọn dòng loa Kainet 450 để nó chuyển từ TV thường trở thành TV thông minh để chúng ta có thể hát trên YouTube. Nhưng nếu chúng ta đã sử dụng TV thông minh rồi thì một cái lựa chọn tối ưu hơn để chúng ta vừa tiết kiệm mà chúng ta vừa hát được cái chất âm như vậy, đó là cách như sau. Dòng loa CS450 này mọi người nè, nó vẫn tích hợp cho chúng ta là cổng Optical In, nghĩa là nó có thể nhận âm thanh từ YouTube, nhận âm thanh từ TV truyền xuống đây. Nghĩa là nếu TV chúng ta là TV rất là xịn, TV chúng ta có thể chọn được bằng giọng nói và chúng ta chỉ hát trên TV, chúng ta truyền âm thanh xuống thôi là xong, thì chúng ta có thể hát trên YouTube của TV đó, ta truyền âm thanh xuống đây là xong, kết nối đơn giản, khỏi phải phức tạp cắm dây lên cắm dây xuống. Đó là mình đã chia sẻ cho mọi người tất cả những cái tính năng giống nhau và khác nhau khi mình đã trải nghiệm hai dòng loa này cũng như là kinh doanh được đến giờ. Những cái gì thắc mắc mọi người có thể bình luận bên dưới nhé, hoặc là liên hệ trực tiếp số hotline của Gula, đó là 0909 366 533, số này cũng là số Zalo luôn. Còn số Zalo và số chăm sóc khách hàng là 0977 287 533. Xin ơn mọi người rất nhiều, bye bye, xin chào và hẹn lại. Mọi người thấy video hay nhớ nhấn nút đăng ký kênh để mà nhận những video nhất.